Cái điều mà em học được từ khóa học này á thì em nghĩ là em tâm đắc nhất là cái sự kiên trì. Kiên trì trong bất kỳ việc gì chứ không phải là chỉ trong việc học tiếng Anh. Em không biết là mọi người có bao giờ nghĩ rằng là trong khoảng 10 đến 5 hoặc là 10 năm sau thì mình sẽ là người như thế nào? Mình đang đứng ở đâu hoặc là lúc đó mình sẽ đang làm gì? Thì cách đây khoảng vài tháng thì em đã nghĩ tới cái câu hỏi này và em cảm thấy là mình hoang mang. Tại vì tánh của em trước giờ á là mình hay cả thèm chóng chán, em hay dành dành cái dùng cái cụm từ đó để em nói với mình, tức là cái vấn đề gì em rất là hồ hởi cái thời gian đầu, nhưng mà hồ hởi được có 2 3 bữa thôi thật sự như vậy, nhưng mà sau đó hả là giống như là tụt tụt cảm xúc á, là 2 3 bữa sau là em rất là chán mà mệt mỏi luôn á, khi mà giống như là em biết sự cần thiết của tiếng Anh nhưng mà em học tiếng Anh từ năm lớp 3, đó là cái môn bắt buộc ở trong cái lớp học của em học lớp 3 cho tới lớp 12, rồi sau đó là 4 năm đại học. Rồi sau đó nữa là em cũng tự nhủ với bản thân là tiếng Anh quan trọng với mày lắm á, mày phải học tiếng Anh đi. Thời buổi này mà không có tiếng Anh là mày sẽ tụt hậu á, đồ này kia. Nhưng mà sau 4 năm đại học xong em vẫn tiếp tục với tiếng Anh. Em cũng đu theo dữ lắm, nhưng mà cứ đi học được vài bữa em nói với cô giáo là kỳ này là tao quyết tâm tao học rồi đó, mày dạy cho tao đi. À, cô giáo nó nhỏ tuổi hơn em. Đó, em nói là tao biết năm tao học á, tao không có nói chuyện gì được đụng chứ em sếp là tao bực mình lắm, nên là mày dạy cho tao đi. Nó dạy xong cái em học cũng được mấy tháng, cái nó nói ừ chị cũng được á, thôi chị cố gắng. Cái xong cái mấy tháng cái em nói tao đi làm tao mệt quá à, giờ tao rối trí rồi, thôi tao nghỉ tao không đi học được nữa. Nói chung là mình biện lý do, cái mình nghỉ một thời gian, sau đó cái mình thấy là tiếng Anh cũng cần thiệt á, mình nên học đi. Cái quay lại năn nỉ nó, mày dạy tao tiếp đi. Thì nó cũng nói là ừ Đại em cũng ca. vui khi chị quay lại, em cũng vui khi chị quay lại rồi, ok học học xong dạ học xong cũng được vài tháng cái kiếm lý do nghỉ nữa. À, tức là hoặc là giống như là em học của chị nè, là tức là bữa trước là em rất là hoang mang rồi, là mình là 5 10 năm sau mình không có ngoại ngữ, mình không có kiến thức thì mình sẽ là chậm tiến, mình sẽ bị tụt hậu so với mọi người. Là Đúng. chị này cố gắng nha, cố gắng quyết tâm giữ lên. Hay chị Hằng á là một người thầy tốt, một người thầy có tâm hay là gì đó, nói chung là mình có cái lý do để mình học, mình có cái quyết tâm để mình học, nhưng mà thật sự là học thì cứ canh là nhà cô cúp điện cho nghỉ một bữa chứ mệt quá Mai mà thật hắn cũng bừa bộ, suối là hắn cũng bừa bộ. sự. Dạ em thì em cũng cố gắng là em nói là bây giờ, tại vì dạo gần đây á thì em có nhiều lý do khác nhau để em rất là mệt mỏi trong cái việc công việc của em lẫn cái việc học, nhưng mà em cứ cố gắng em nói thôi kệ, nếu mà chị có chửi thì tí nó cũng không sao, gắn lên lớp thì nghe được thì nghe, chứ em mong là nhà chị cúp điện dữ dằn lắm. À, rồi tức là mình nhìn được là trước giờ cái bản thân mình, cái tánh xấu của mình như vậy, một phần là mình chủ quan, khi mà mình làm cái gì á mình luôn tự tin là cái này dễ lắm tao mình làm được rồi, hoặc là cái kia cũng dễ lắm, hoặc là mấy đứa kia ngu lắm, mày không có thông minh bằng tao đâu, đại loại vậy. Mình rất là tự tin về bản thân mình, nhưng mà đụng ra thì mình không có làm gì nên trò hết, cộng thêm cái tính cả thèm chóng chán của mình nữa, nên là xưa giờ thì mình không có làm cái gì ra hồn, mình luôn được gia đình mình bảo bọc, nếu mà mình khó khăn gì về thì ba má mình vẫn nuôi cho mình không có phải gánh nặng gia đình. Em lớn lên và em học ở Bình Dương luôn, má em không có cho em đi xa. Ờ, nên là tụi nó thì nó nếu mà nó phải đi thành phố nó học hay là nó phải đi làm thêm, em đi làm thêm có 5 ngày thôi mà má em ở nhà thì ngủ không được, dì em thì khóc khóc lên khóc xuống. Ờ, cuộc đời em đi làm thêm có 5 ngày thôi, cuộc đời sinh viên của em, còn trong khi bạn bè thì nó cày cực lực, nó ăn rau muống, nó ăn đậu hũ gì đồ này kia. Ờ, trong khi tụi nó có thể sắm sắm xe sắm cổ đồ này kia, còn em thì vẫn là mượn xe của ba mẹ đi. Thì em không biết được là năm 10 năm sau khi mà em 30 mấy tuổi, cái lúc đó cái kiến thức của mình nếu mà mình không học nữa, mình không kiên trì theo đuổi, mình quyết tâm làm một cái gì đó cho chính bản thân mình, ba mẹ mình già đi không còn ai lo cho mình được nữa hết, mình sẽ đi về đâu, mình sẽ như thế nào đó. Rồi cái kỳ này quyết tâm mà cũng không biết quyết tâm như thế nào tới đâu, nhưng mà cứ cố gắng cố gắng. Giống em nghe anh Thái anh nói á, là giống như là kiên trì bền bỉ như chó gặm xương vậy á, gặm xương hoài không nhả. Thì em thấy là anh thì nói hay nè, thôi giờ nếu mà
mình dạy thuộc dạng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo, mà thuộc dạng là làm biếng có thâm niên nữa thì thôi cứ như chó gặm xương đi. À, dạ thì em mong muốn là mọi người, chính bản thân em và mọi người, khi mà mình cảm, mình nên là nhìn nhận lại bản thân mình thấy là mình cần phải thay đổi những vấn đề gì thì mình nên kiên trì bền bỉ, mình phải làm cho chính bản thân mình trước. Mình cứ kiên trì bền bỉ thì em nghĩ ít nhiều là có đi và sẽ có tới. Tới đâu thì tùy thuộc vào cái nỗ lực của mình. Nhưng mà em mong là bản thân em và cả mọi người cứ cố gắng kiên trì thì nó sẽ thành công thôi. Mặc dù hồi nhỏ tới lớn cứ nghe người lớn nói là con cứ kiên trì đi rồi con sẽ đạt được những gì con muốn hay đầu này kia, nhưng mà nghe thì nó dễ lắm, nhưng mà hiểu thì cũng hiểu sơ sơ, nhưng mà thực hành mà làm á thì chắc cũng không có đứa nào thực hành tới nơi tới chốn đâu. Em là cái đứa mà thuộc trong cái top là ít đứa thực hành không có được. Dạ, ở cái đó là cái mong cái của em á là em có biết được là phụ nữ nó có một cái sự khủng hoảng lớn khi nào không? Phụ nữ bữa trong mình cứ hay nói là phụ nữ nông thôn là rất là đáng thương, họ cần phải được giúp đỡ, bởi vì là và mọi chương trình là đều đổ về cho phụ nữ nông thôn. Nhưng và xem mình xem đó là đối tượng dễ bị tổn thương, nhưng mà trong sự quan sát của Hằng á thì phụ nữ thành phố mới là cái đối tượng mà dễ bị tổn thương nhất. Bởi vì á phụ nữ thành phố á là vừa trong công việc rất là áp lực. Áp lực trong gia đình, phải thuê nhà, phải làm việc, phải quần quật, mặc đừng có tin những cái ảnh selfie với shopping mall của họ. Đời sống họ nó khác xa với những cái ảnh selfie đó nhiều. Và phụ nữ mà khi mà đẻ được con đầu tiên á, là các bạn biết cái trí nhớ, cái não và trí nhớ của người ta nó giảm một cách kinh khủng và đột ngột. Cái sức khỏe nó yếu nhanh lắm. Mà đẻ thêm đứa thứ hai nữa là hẳn giảm càng trầm trọng nữa. Và khi phụ nữ mà đẻ đứa thứ hai xong thì ở dưới nguy cơ là thất nghiệp cực kỳ lớn. Bởi vì vấn đề là sao? Khi các bạn đi làm khoảng 7 năm, 10 năm thì cái mức lương các bạn expect nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Trong cái đó là mình lại không chịu đào tạo để đi theo. Trong cái bọn mà mới lóc nhóc, mới ra trường, mới sinh viên, những công việc của mình nếu như mình không nhảy lên để làm những cái high demanding job thì những cái công việc mà cơ bản một đứa sinh viên ra trường nó đi làm 1 năm, 2 năm có kinh nghiệm thì với cái sức khỏe, sức cay, sức trâu, ngoại ngữ của nó, thuê 2-3 đứa như vậy về làm chắc chắn hơn mình sau khi đi làm khoảng 7-8 năm, 10 năm. Bởi vì lúc đó cái sức khỏe mình đào, em phải nhìn nhận ra được cái tương lai đó, bởi vì học trò gì đến học là cái đó nó cực kỳ nhiều và cực kỳ nhiều. Yeah. Do vậy phải nhìn trước, mà cái mà đầu tiên em cần update đó là cái tiếng Anh. Thì yeah, sau này em đẻ con em phải không bị cái áp lực của việc thất nghiệp nếu như em không nằm trong mạng nhà nước. Mà thăm nhà nước vậy à, mấy đứa càng về sau này nó càng push rất đi rất là nhanh. Nên là phụ nữ thành phố mới là đối tượng dễ bị tổn thương trong con mắt của Hằng, chứ không phải là phụ nữ nông thôn. Phụ nữ nông thôn thì họ ít áp lực hơn nha. Chính phụ nữ thành phố mới là người là áp lực và dễ bị tổn thương nhất. Đủ kiểu. Đã, ok.